Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Là Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 119 của bộ truyện Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Là Ngọng. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 119 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói Lý Thiên Vương Thiên Sách Phủ là phủ chủ Thiên Vương Phủ, thực lực cực kỳ hùng mạnh. Người này đã tu luyện đến tam tương cảnh, thiên tương kỳ đỉnh phong, hơn xa tên đại vu ban nãy. Thực lực của ông ta ở trong Thiên Sách Phủ gần với phủ chủ, mà phủ chủ Thiên Sách Phủ lại là đường hoàng đương đại. Hơn nữa, người này nắm chấn phủ chi bảo của Thiên Vương Phủ trong tay, nhị thập bát chư thiên linh lung hoàng kim bảo tháp. Tòa bảo tháp này chính là do Lý Thiên Vương đời thứ nhất đúc ra, bất diệt chi bảo. Lúc trước ở Bắc Hải Bí Cảnh, Lý Thiên Vương, Trình Vương Phủ, Tần Vương Phủ, ba vị thiên tương kỳ tế ba món bất diệt chi bảo là linh lung hoàng kim bảo tháp, liệt thiên phủ cùng kim long song giản lên, cùng chống lại uy áp của thiên đỉnh hạ gia. Có thể thấy được uy năng của món bảo vật này là như thế nào. Lý Thiên Vương và Tần Vương dắt tay nhanh nhẹn đến. Ông ta khí độ vô song, giống như một vị vương giả cao cao tại thượng, nhìn xuống biển lửa phía dưới, sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói: "Diệp Phúc, Diệp Thiếu Báo, không phải ngươi đã chết trong tay Hạ Trung Đường hay sao? Chuyện gì vậy? Ngươi vẫn chưa chết ư?" Người khác không thể nhìn xuyên qua biển lửa để thấy diện mạo thật của Diệp Phúc, nhưng Lý Thiên Vương đường đường là cường giả thiên tương kỳ đỉnh phong, tu vi vô cùng thâm hậu, lập tức nhìn xuyên qua biển lửa, ánh mắt dừng trên người Diệp Phúc. Sắc mặt Tần Vương cũng lập tức thay đổi. Thiên Sách Phủ từng nhận được tin tức Diệp Phúc bị Hạ Gia Trung Châu đuổi giết, chạy trốn tới hàng cổ ma vực. Ở Phù Đồ Thánh Thành bị cao thủ tuyệt đỉnh Hạ Gia là Hạ Trung Đường bắt được, chết ở chỗ đấy. "Mặc kệ người có phải chết trong tay Hạ Gia hay không, hôm nay cũng phải chết ở nơi đây." Sắc mặt Tần Vương chuyển lạnh, sau lưng đột nhiên hiện lên một đôi kim giản 36 đốt. Đúng là chấn phủ chi bảo của Tần Vương Phủ, kim long song giản. Hai thanh bất diệt chi bảo này tế lên, xuyên qua biển lửa, đập tới đầu của Diệp Húc. Kim giản rơi vào trên người Diệp Húc, đẩy lui Diệp Húc ra, phát ra tiếng nổ vang như tiếng chuông, nhưng không hề làm Diệp Húc bị thương chút nào. Bản Vương Khai Thiên Kinh của Diệp Húc hỗn hợp ba loại pháp môn tu luyện thân thể mạnh nhất, có thể so với thân thể bất diệt của cường giả tam bất diệt cảnh. Dù là Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương mượn hơi thở của Chuyển Luân Nữ Thánh Vương để tăng tu vi lên, cũng không thể đánh chết hắn. Tần Vương mới chỉ là thiên tương kỳ, tế lên bất diệt chi bảo nhưng chưa thể phát huy hết uy năng của món bảo vật này, đương nhiên chẳng thể làm gì được Diệp Húc. "Kim long song gián của ta sao lại không thể đập chết được một tên đại vu nguyên thần kỳ? Chẳng lẽ là tác dụng của hai cái vu bảo kia sao?" Tần Vương khẽ ơ một tiếng, tầm mắt nhìn đến đại đỉnh và Di La Thiên Địa Tháp trong thế giới sau lưng Diệp Húc, lập tức cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hai cái kim giản hóa thành hai con cự long gầm lên một tiếng, nhảy thẳng vào bên trong thế giới của Diệp Húc, giơ vút chụp tới kiều đỉnh và Di La Thiên Địa Tháp. "Động tới hai thứ này, ngươi muốn chết sao?" Diệp Húc không kiềm được cơn thịnh nộ, nâng tay đánh ra hai quyền, lấy cứng trọi cứng với kim long, không ngờ lại có thể đánh nuôi hai con kim long này. "Diệp huynh, xem ngươi càng ngày càng mạnh đến đáng sợ rồi kìa." Giọng nói của Thái Tử Hỷ từ xa xa truyền đến. Tần Vương và Lý Thiên Vương không vội ra tay, yên lặng chờ đại giá của hắn ta. Diệp Húc áp chế kích động muốn giết người đang bùng lên trong lòng, chỉ thấy chín con chân long điều khiển một tòa bảo liễn hoa lệ thần tốc chạy tới. Một đám đại vu Thiên Sách Phủ đứng ở hai bên, khí thế nhất thời vô lượng. Thứ khiến cho Diệp Húc kinh ngạc chính là Thái Tử Hỷ cũng đã luyện ra khí thế, khí thế của hắn ta cũng đã mở ra thế giới. Chỉ thấy ở trong thế giới của hắn cũng là một tòa lầu các to lớn hùng vĩ, có 24 tầng, mỗi một tầng đều có một loại hơi thở tối tăm tuôn ra. Đây là trấn quốc chi bảo của Đại Đường Lăng Yên Các. Trong các chính là thân xác của 24 vị tuyệt đỉnh cường giả Đại Đường đã tu thành tam bất diệt cảnh. 24 vị công thần này theo hoàng đế khai quốc Đại Đường tạo dựng nên phong công vĩ nghiệp, hoàn thành bá nghiệp của Đại Đường. Sau khi bọn họ chết, thân xác được cung phụng trong Lăng Yên Các, được Thái Hoàng, Thái Tông, hoàng đế luyện thành cấm bảo bán thành phẩm, dùng để chấn áp số mệnh giang sơn Đại Đường. Khí thế của Thái Tử Hỷ hóa thành Lăng Yên Các chứng tỏ trong thời gian này tu vi của hắn cũng tăng mạnh,
thực lực cũng nâng cao rất nhiều, xưa không bằng nay. Hắn tu luyện đến hợp thể kỳ đỉnh phong, đã gần có thể bước vào tam tương cảnh. Diệp huynh, ta còn phải đa tạ ngươi đã nhiều lần đánh bại ta. Không có ngươi cổ vũ thì tu vi của ta sao có thể tiến nhanh như vậy được. Thái tử Hỉ từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc, trong mắt hiện lên sát khí. Hắn mỉm cười nói. Diệp Húc phun ra một hơi chọc khí, bất đắc dĩ lên tiếng. Thái tử Hỉ, mang người của ngươi đi đi, hôm nay ta không muốn giết người. Thái tử Hỉ đang đắc chí hả hê trong lòng, lập tức bị lời này đả kích cho không cánh mà bay. Phong độ lập tức thành số không, ánh mắt tàn nhẫn, lạnh lùng nói. Diệp thiếu báo, không nghĩ tới chuyện đã đến bây giờ mà ngươi vẫn còn cản rỡ như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Kẻ không biết chữ chết viết như thế nào, e là các ngươi mới phải. Diệp Húc cười khổ, ngưng mắt nhìn đôi tay mình, lẩm bẩm nói. Tranh thủ lúc ta còn có thể khống chế bản thân, các ngươi nhanh chóng rời đi, đi được càng xa càng tốt. Ta thật sự không muốn tiếp tục giết người nữa, các ngươi đừng ép ta. Còn bà nó chứ, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Một gã đại phu thiên sách phủ không nhịn được nổi giận, quát lên một tiếng, nâng tay đánh tới Diệp Húc. Vu pháp của hắn ta biến ảo ra một bàn tay to tầm 6-7 dặm, ngưng tụ như thực chất, uy lực kinh người. Ta thật sự không muốn giết người. Đôi bàn tay của Diệp Húc run run, chỉ thấy bàn tay vu pháp kia hạ xuống đầu hắn, khó khăn lắm liền dừng ở trên đỉnh đầu của hắn. Diệp Húc ngẩng đầu, hai mắt mở ra, đồng tử mắt trở nên đỏ tươi. Những luồng sát khí phóng lên, đánh thẳng vào trời cao, hình thành một đám mây đen dài đến mấy trăm ngàn dặm. Mây đen cuồn cuộn giống như một cái lốc xoáy rất lớn. Trong mắt hắn vô cùng vô tận thái dương chân hỏa tuôn trào, khôn cùng đại hỏa trào ra. Bên trong ánh lửa, hai dòng thái dương thần quang bắn ra, vèo một tiếng xuyên thủng bàn tay vô pháp kia, cắt tên vô sĩ thiên sách phủ kia thành ba đoạn. Vì sao phải ép ta? Diệp Húc khẽ lẩm bẩm, đồng tử mắt hơi chớp lên, cắt vỡ tên đại vô thiên sách phủ kia, ngay cả nguyên thần cũng không thể trốn thoát. Diệp thiếu báo, ngươi còn dám giết người sao? Lý Thiên Vương giận tím mặt, lúc này tinh anh thiên sách phủ ra hết, không biết bao nhiêu cao thủ bao vây Diệp Húc, khiến cho ông ta hoàn toàn không ngờ là trong tình cảnh đấy mà Diệp Húc lại dám trắng trợn ra tay mà giết người. Không thể không nói, thực lực của Diệp thiếu báo đã tăng lên rất nhiều. Nhưng ngươi quá kiêu ngạo rồi, quá ngang ngược rồi, lại xuất hiện trong lãnh thổ đại đường ta. Hôm nay ngươi chỉ còn một con đường chết. 28 chư thiên uy năng toàn khai. Lý Thiên Vương quát lớn, chỉ thấy Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp hóa thành 28 chư thiên, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, bao Diệp Húc lại trong đấy. Ở trong một mảng tiểu thiên địa, vô số thiên thần đều đứng dậy, từ chân linh sơn bay lên công tới Diệp Húc. Lý huynh đến về khốn hắn, ta đến lấy hai món bảo vật hộ thân của hắn ta. Cùng lúc đấy, Tần Vương quát lớn, thi triển pháp lực toàn thân, thúc dục Kim Long Song Giản hóa thành hai con cự long dài đến trăm dặm, gầm lên chui ở bên trong 28 chư thiên. Kim Long giơ vuốt, một con bắt lấy Di La Thiên Địa Tháp, một con khác thì nắm lấy đại đỉnh do Kiều Đỉnh hợp nhất lại, ra sức kéo ra, định lôi hai món vu bảo giúp Diệp Húc chấn áp tâm ma đi. Ta không muốn giết người, không muốn giết người. Diệp Húc bị nhốt trong Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, đối mặt với nhiều thiên thần vây công, khóe mắt giật giật. Chỉ thấy Tần Vương cuối cùng cũng áp chế được Di La Thiên Địa Tháp và đại đỉnh. Hai con Kim Long kéo hai món vu bảo này dần dần lôi chúng ra khỏi thế giới sau thân Diệp Húc. Ta không, ta thật muốn giết người, giết hết. Trong khoảnh khắc khi hai món vu bảo này rời khỏi thế giới sau lưng Diệp Húc, tám con Kim Ô hót vang, dường như bỗng đạt được tự do, kéo mặt trời bay lượn. Trong thế giới kia, vô số ngôi sao hóa thành những quả cầu lửa cuộn cuộn từ chỗ sâu trong vũ trụ rơi xuống đại lục rộng lớn vô biên, đập cho chảy sụp đất nứt. Từng ngọn núi lửa đánh mở mặt đất ra, phun trào ra ngoài, cao mấy vạn trượng. Trên khuôn mặt của Diệp Húc đột nhiên hiện ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Tiếng cười truyền đến từ trầm thấp dần to lên, thanh âm càng lúc càng lớn. Loại âm thanh này hóa thành sóng lớn bao phủ vô cùng vô tận thiên thần. Chỉ thấy âm thanh chấn động, đám thiên thần đó đều bị chấn cho xương cốt máu thịt bong ra, lập tức cầm mầm nổ tung hóa thành những đám xương máu. Ngay sau đấy đã không còn Di La Thiên Địa Tháp và Kiều Đỉnh chấn áp, khí thể của hắn bung ra vô tận, giống như ma quỷ đại gian đại ác đi ra từ trong địa ngục. Chân hỏa quanh thân bùng lên rồi lại bùng lên, lan tràn từ hơn 10 dặm lên tới hơn ngàn dặm. Lập tức 28 chư thiên trong Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp của Lý Thiên Vương đều tràn ngập chân hỏa của hắn. Linh sơn bị đốt chảy, thiên thần mất mạng, hóa thành 28 cái biển lửa. Giết hết. Diệp Húc quát lớn,
chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên từ trong cơ thể của hắn. Từng cái đầu, từng cánh tay mọc ra ngoài. Vù! Sau lưng của hắn mở ra một đôi cánh thịt màu đỏ, mở ra dài đến 23 trượng, lập tức phóng lên cao. Bốn cánh tay bắt lấy một con kim long, bốn cánh tay khác bắt lấy một con kim long còn lại, ra sức vặn xoắn. Ngay tại chỗ, vặn cái bất diệt chi bảo này thành quẩy xoắn. Giết! Diệp Húc cười ha hả, đột nhiên thu Di La Thiên Địa Tháp và Đại Đỉnh, chấn áp ở trong thân thể. Tám cánh tay vung lên, trong tay xuất hiện những cái khai thiên đại phủ, bổ thật mạnh tới 28 chư thiên. Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp bị hắn bổ ra ngay tại chỗ. Diệp Húc giống như giao long thoát vây, tám con mắt mở ra, tám dòng kim quang bắn khắp nơi, dài đến ngàn dặm, xuyên thủng hư không, cắt hư không thành những vết rách nhìn thấy cây người. Mỗi một vết đều dài hơn vài trăm dặm. Thật thoải mái, thật muốn giết người mà. Diệp Húc vỗ hai cánh, đánh tới Thái Tử Hỉ, tốc độ cũng cực nhanh. Mau, mau bảo vệ Thái Tử. Đám tinh anh Thiên Sách Phủ chen chúc nhau tiến lên, bao quanh bảo vệ bốn phía, cửu long ngự liễn. Những kiện nguyên thần chi bảo bay lên, tản ra thanh thế và dao động cực lớn, giống như những dãy núi, bảo vệ Thái Tử Hỉ và cửu long ngự liễn ở giữa. Thuốc bổ, thuốc bổ. Diệp Húc há mồm hút một cái, chỉ thấy nguyên thần chi bảo khắp trời lập tức như diều đứt dây, ào ào chui vào trong miệng của hắn, đều bị hắn một ngụm nuốt vào. Diệp Húc nhào vào bên trong đám người, giống như hổ vào bầy sói, đại khai sát giới. Hiện giờ hắn bị sát niệm khống chế, biến thành một cỗ máy giết người. Trong chớp mắt liền có hơn 10 người chết trong tay của hắn, không phải bị xé thành mảnh vụn thì cũng là một trưởng đánh thành thịt nát. Đều là thúc bố, tất cả là thúc bố. Diệp Húc điên cuồng cười to. Trong thế giới sau lưng, vô số cái rễ của Ngọc Thụ Nguyên Thần múa may đâm ra khỏi mảng thiên địa kia, xuyên phá hư không, đâm vào bên trong nguyên thần mấy tên cường giả Thiên Sách Phủ này. Không biết bao nhiêu người trong chớp mắt liền rơi vào độc thủ của hắn, bị năng lực trong nguyên thần của hắn rút hết sạch sẽ, bỏ mạng ngay tại chỗ. Diệp Húc vốn lấy Di La Thiên Địa Tháp và Kiều Đỉnh trấn áp chính mình, tự phong ấn tu vi, tránh cho mình bị tâm ma khống chế, đại khai sát giới. Nhưng Tần Vương Thiên Sách Phủ lại cưỡng ép phá vỡ hai phong ấn này, kéo Di La Thiên Địa Tháp và Kiều Đỉnh ra khỏi thế giới do khí thế của hắn hình thành, lập tức khiến tâm ma của hắn như con ngựa hoang thoát cương, hoàn toàn không khống chế được nhất cử nhất động của hắn. Khí thế của hắn không bị khống chế, 1000 dặm này đều hóa thành biển lửa, thiêu đốt không trung đỏ bừng lên một mảnh. Ầm một tiếng, hắn mở bàn tay ra, bóp nát đầu của một gã cao thủ Thiên Sách Phủ, lập tức đánh ra một quyền. Quyền phong cuồn cuộn, hơn 10 tên đại vu bị quyền phong của hắn xé thành mảnh nhỏ. Diệp Húc cất tiếng cười to. Trong thế giới sau lưng, vô số cái rễ thô to của Ngọc Thụ bay múa, mỗi một cái đều dài đến trăm dặm, như rắn như chăn, như rồng như dao, bắt hết nguyên thần của những người này. Cái rễ đâm vào trong nguyên thần, trong chớp mắt năng lượng trong nguyên thần của những người này đều bị những cái rễ đó hút sạch sẽ, chết ngay tại chỗ. Hắn giống như đại ma vương đi ra từ địa ngục vậy, tà ác và quỷ dị. Trong chốc lát ngắn ngủi liền giết sạch đám cao thủ Thiên Sách Phủ đi theo Thái Tử Hỉ. Hai cánh của hắn vung lên, một đôi cánh thịt đỏ tươi như là máu càng lúc càng lớn, giống như hai đám huyết vân che lấp bầu trời, vù một tiếng bay hướng Thái Tử Hỉ. Thái Tử Hỉ ngồi trên cửu long ngự liễn, sắc mặt kịch biến, chín con chân long dưới chân giống lên, phát ra từng trận rồng ngâm. Chín con chân long bay xung quanh Diệp Húc, móng vuốt có thể xé rách cả một dãy núi, cả đuôi có thể san bằng một ngọn núi lớn, ngăn cản Diệp Húc đi tới. Còn Lý Thiên Vương nhìn thấy trong một thời gian ngắn, đám tinh anh Thiên Sách Phủ đều bỏ mạng tại chỗ, không khỏi nổi giận, tế Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp lên, một mình đứng trên đỉnh tháp. Chỉ thấy sau lưng ông ta hiện ra một thiên địa pháp tướng cao tới vạn trượng, toàn lực thúc dục, tay đâng tòa bảo tháp 28 tầng này lên, đánh thật mạnh tới Diệp Húc. Diệp thiếu báo, không ngờ ngươi là ma tộc hàng cổ ma vực, khó trách lại hiếu sát khát máu như vậy. Ma tộc ngoại vực, kẻ nào cũng đáng bị tru diệt cả, chết đi cho ta. Sức mạnh của thiên địa pháp tướng vô cùng vô tận, pháp địa, thiên, tam tương, pháp tương tụ tập pháp lực, địa tương nối liền địa khí, nặng vô cùng. Thiên tương cảm ứng thiên địa, tam tương hợp nhất, đó chính là thiên địa pháp tướng. Cùng lúc đấy, Tần Vương cuối cùng cũng sửa xong kim long song giản. Kim long song giản cũng là bất diệt chi bảo, bản thân liền có được tính chất đặc biệt là bất diệt. Có thể tự mình chữa trị, tuy bị Diệp Húc xoắn hai con kim long thành quẩy xoắn, nhưng cũng không làm tổn hại đến căn cơ của món bảo vật này. Hắn đưa thiên địa pháp tướng ra, cũng có lớn vạn trượng, hai cái kim giản hóa thành song long quấn quanh hai tay của hắn.
Tần Vương cầm đuôi rồng trong tay, lấy rồng làm roi, song trưởng vung lên, lập tức Kim Long gào thét đập tới Diệp Húc. Hai đại cao thủ Thiên Sách Phủ đồng thời ra tay đánh tới Diệp Húc, sử dụng tất cả bản lĩnh toàn thân. Tám cánh tay của Diệp Húc giang ra, nắm lấy tám con chân long trong chín con đang vây công mình, bóp vỡ hết chúng nó. Lập tức một cái đầu há mồm giống lên, đem con chân long cuối cùng chấn thành xương máu. Nguyên thần của chúng đều bị ngọc thụ nguyên thần của Diệp Húc hấp thu. Giết, giết! Diệp Húc cười ha ha, cái đầu sau lưng mở đôi mắt ra, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Vương và Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp đang đánh tới. Bỗng há mồm phun một cái, một tòa bảo tháp 11 tầng xoay tròn bay ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng, cao tới vạn trượng, nhanh đón Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp đánh tới. Lấy tháp phá tháp, hai tòa bảo tháp va vào nhau, những luồng sóng chấn động lan ra khắp nơi. Lập tức không gian biến mất, thiên địa pháp tướng của Lý Thiên Vương cùng bảo tháp nâng trong tay đều bay ngược ra ngoài. Thật không ngờ bị Di La Thiên Địa Tháp đánh lui cả trăm dặm. Di La Thiên Địa Tháp tuy chỉ là tam tương chi bảo, nhưng uy năng của nó còn mạnh hơn cả Kiều Đỉnh. Cho dù Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp là bất diệt chi bảo, nhưng luận uy lực thì kém xa Di La Thiên Địa Tháp. Người chết đi! Kim Long như roi trong tay Tần Vương quất tới Diệp Húc. Lại vào lúc này, chỉ thấy chín cái đại đỉnh bay ra ầm ầm va đập vào nhau, trong chớp mắt hợp lại là một, hóa thành một cái cự đỉnh bao phủ hơn trăm dặm. Vù một tiếng thu cả hai con Kim Long vào trong đỉnh. Sắc mặt của Tần Vương kịch biến, liên tục thúc giục Kim Long giản 36 đốt. Lại cho dù pháp lực hắn thông thiên cũng không thể khiến Kim Long song giản thoát khỏi sự chấn áp của Kiều Đỉnh Chấn Thần Châu, bị nhốt chết ở trong đỉnh. Tám mặt trời phóng lên cao, vù vù bay vào trong đỉnh. Trong mặt trời bay ra tám con Tam Túc Kim Ô, đều thò những cái móng vuốt sắc bén ra vồ tới hai con Kim Long kia. Sau đấy Kim Ô hót vang, trong miệng phun ra cuồn cuộn lửa cháy nồng đậm như nước tương, bao phủ hai con Kim Long lại. Không ngờ dưới sự vây công của hai đại cao thủ ở ngay trước mặt Tần Vương, Diệp Húc lại định luyện hóa Kim Long song giản. Diệp thiếu báo, ngươi thật sự quá mạnh, nhưng cô cũng không phải kém đâu. Thái Tử Hỉ đứng lên đằng đằng sát khí, lớn tiếng quát: Từ khi ta thua trong tay ngươi, ngày ngày nằm gai nếm mật, vì sớm ngày tự tay đánh bại ngươi. Lăng Nghiên Các 24 công thần giáng lâm. Hắn triệu tập cấm bảo bán thành phẩm Chấn Quốc Vận Đại Đường, chỉ thấy khí thế sau lưng của hắn xuyên thủng hư không, cùng một luồng sức mạnh to lớn dung hợp lại, một tòa lầu các 24 tầng từ trên trời giáng xuống. Các loại hơi thở kinh khủng giáng lâm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mở các cánh cửa ra, bước ra từ trong đó vậy. Diệp thiếu bảo, ta muốn cho người thấy thành quả khổ tu gần đây của ta. Thái Tử Hỉ cười lạnh một tiếng, đang định cùng Tần Vương, Lý Thiên Vương vây công Diệp Húc, đột nhiên chỉ thấy trước mắt huyết quang chợt lóe. Diệp Húc đã thoát khỏi hai tầng công kích của Lý Thiên Vương và Tần Vương, vỗ cánh bay đến trước mặt của hắn. 24 công thần chém yêu hàng ma. Thái Tử Hỉ cả kinh, vội vàng quát lớn thúc giục cái ảo ảnh cấm bảo này. Chỉ thấy 24 tầng lầu đều mở cửa ra, từng vị khai quốc chiến tướng đại đường như những cổ thần bước ra từ bên trong. Đột nhiên một luồng phủ quang hạ xuống, răng rắc một tiếng, chém thẳng tòa Lăng Nghiên Các 24 tầng này. Tất cả khai quốc chiến tướng đều chết thảm dưới một búa này, bị chém thành hai nửa. Ảo ảnh tòa cấm bảo này cứ như vậy bị hủy đi như vậy. Diệp Húc giơ tay ra, nắm lấy yết hầu của Thái Tử Hỉ, nhấc hắn lên từ bảo liễn. Dừng tay! Lý Thiên Vương vốn định tấn công Diệp Húc lần nữa, thấy thế không khỏi sợ tới mức còn bay phích lạc, quát to lên. Tần Vương cũng biến sắc mặt, hiện giờ Thái Tử Hỉ rơi vào tay Diệp Húc, khiến hai người nắm chuột sợ vỡ đồ, không dám hành động. Diệp thiếu báo, trên tay ngươi chính là đương kim thái tử đại đường ta, nếu ngươi dám làm gì ngày ấy, chính là đối địch với đại đường, ngươi đừng hỏng sống sót rời khỏi nơi đây. Diệp thiếu báo, chỉ cần ngươi thả thái tử ra, bản vương có thể làm chủ cho ngươi tự do rời khỏi đại đường, tha cho ngươi một con đường sống. Hai người quát lên liên tục. Thái tử, giết! Tám con mắt của Diệp Húc đỏ sậm, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị khiến người ta sởn cả gai ốc. Lập tức bàn tay dùng sức, chỉ nghe một tiếng pụp vang lên, máu thịt Thái Tử Hỉ nổ tung, thi cốt không còn, chỉ còn lại nguyên thần. Xoạt xoạt, vô số cái rễ đâm đến đều đâm vào nguyên thần của Thái Tử Hỉ, cắn nuốt nguyên thần của hắn. Tần Vương và Lý Thiên Vương ngẩn ra, đột nhiên phát ra tiếng gầm rú long trời lở đất, trong tâm phẫn nộ tới cực điểm. Thần niệm hóa thân, thông báo cho các vương phủ, các quân hầu phạm vi 100.000 dặm, gọi tất cả cao thủ vương phủ ra đây. Các lộ quân hầu dẫn dắt đại quân vũ sĩ, bày ra thiên la địa võng vây quét Diệp lão ma. Hai người liếc nhau, tâm ý tương thông, toàn thân hơi rung lên, vô số thần niệm bay ra bốn phương tám hướng, bay tới các vương phủ trong lãnh thổ đại đường.
hai người đồng thời nhảy lên, rơi vào trong mi tâm thiên địa pháp tướng, nguyên thần dung nhập thân thể bọn họ. Chấn thủ thiên địa pháp tướng thúc giục pháp tướng lên đánh tới Diệp Húc. Hai người bọn họ vốn không thể ngờ được Diệp Húc lại lòng lang dạ sói như vậy, ngay cả chớp mắt một cái cũng không hề do dự, trực tiếp mà xử lý Thái Tử Hỉ. Lần này dù thế nào đi chăng nữa cũng đều phải chu sát lão ma đầu này, nếu không ở trước mặt thánh thượng, cho dù hai người chúng ta là vương gia của các vương phủ đại đường cũng khó lòng thoát chết được. Hai người bọn họ chính là cao thủ tuyệt đỉnh, hợp lực vây công Diệp Húc. Chỉ thấy hai tôn thiên địa pháp tướng cao vạn trượng, giống như người khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, quay xung quanh chém giết Diệp Húc, vây khốn Diệp Húc không cho hắn rời đi. Giết, giết, giết. Diệp Húc liên tục quát lớn, thời gian chiến đấu càng dài, sát khí của hắn càng thịnh, càng khó có thể khống chế bản thân. Các chủng vu pháp, các loại vu bảo từ trong tay của hắn đánh ra, long trời lở đất, đối chọi với hai đại vu đứng đầu đại đường. Hắn đánh rất hứng khởi, ngọc lâu treo cao trên đỉnh đầu, trực tiếp lấy ra một cái kiểu giai thuần dương linh mạch, há mồm nuốt một cái, nuốt hết cả linh mạch này vào trong bụng mình. Lực lượng cất chứa kiểu giai thuần dương linh mạch khủng bố bậc nào, nếu như Diệp Húc tu luyện bình thường, dù lấy tốc độ kinh khủng như thế của bản vương khai thiên kinh, cũng phải mất 1 năm mới có thể cố gắng luyện hóa linh mạch linh khí hóa thành tu vi. Lúc này hắn trực tiếp nuốt hẳn một cái linh mạch, bản vương khai thiên kinh nhanh chóng vận chuyển, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sức mạnh khủng bố trong linh mạch kia. Thân hình bị linh mạch tràn đầy, khiến cho không ngừng bành trướng, liên tiếp cao lên. Thân thể của hắn nhanh chóng tăng lên đến ngàn trượng, nếu như không phải thân thể hắn thật sự mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã bị năng lượng trong cơ thể nhét đầy mà nổ tung rồi. Dù vậy, thân thể Diệp Húc cũng bị năng lượng khủng bố trong thuần dương linh mạch nhét cho rạn nứt, xuất hiện những vết thương nhìn vào kinh người. Máu tươi màu vàng không ngừng trào ra quanh thân, lập tức hóa thành ngọn lửa cháy hừng hực. Nếu như là trước đây, hắn tất sẽ không lỗ mãng như thế, nhưng lúc này đầu óc hắn đã u mê, chỉ biết tùy ý làm bậy, chuyện gì cũng dám làm, thiên vương lão tử cũng dám giết. Giết, giết. Diệp Phúc há mồm, nuốt Di La Thiên Địa Tháp và cửu đỉnh vào, chấn áp thân thể. Thân thể hắn tiếp tục bành trướng, 1.000 trượng, 2.000 trượng, rồi 3.000 trượng. Không lâu sau, thân thể hắn đã cao tới vạn trượng, cao ngang với thiên địa pháp tướng của Lý Thiên Vương và Tần Vương. Từng dòng thuần dương linh khí màu vàng tràn ra từ cơ thể của hắn. Đây là linh khí dư thừa mà cơ thể hắn không chứa được. Quay quanh thân của hắn giống như những sợi tơ màu vàng ngăn cản qua lại, lại giống như những con nộ long màu vàng dương nanh múa vuốt. Sau đầu của hắn dựng thẳng lên 7 vòng công đức kim luân cùng đám linh khí đó tôn lên nhau. Ba người khổng lồ giao phong trên cánh đồng hoang vu này, đánh cho trời sụp đất nứt. Chỉ thấy mặt đất nơi đây bị dư ba của ba người giao thủ đánh cho ầm ầm sụt xuống, trong chớp mắt biến thành đầm lầy rộng hàng ngàn dặm. Mà ở trên hư không, từng mảng trời cao ầm ầm vỡ ra, một vết nứt ở trên hư không biến mất, lập tức lại có một vết khác xuất hiện. Lý Thiên Vương, Tần Vương, 28 lộ vương phủ, quân hầu chúng tôi phụng mệnh tiến đến giúp ngài. Ba người chiến đấu giằng co mấy ngày, đột nhiên những đội quân xuất hiện. Đây là tinh nhuệ của đại đường, có tổng cộng hơn 10 vạn vũ sĩ, khí thế như hồng. Chỉ thấy không trung phía trên những đội quân này sát khí ngưng tụ, khí thế của Bạch Hổ Doanh hóa thành Bạch Hổ cao vạn trượng, Chu Tước Doanh hóa thành Chu Tước, còn có Đằng Sa Doanh, Ưng Xà Doanh, Huyền Vũ Doanh, Thanh Long Doanh, vân vân. Có tổng cộng 28 lộ, hiển hóa ra 28 con yêu thú thượng cổ. Khí thế những đại quân đó liên kết lại, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành đủ loại yêu thú, uy năng không kém đại vua Tam Tương Cảnh, ầm ầm tiến đến, bao vây Diệp Húc lại, quay xung quanh chém giết Diệp Húc. Lý Thiên Vương, Tần Vương nhìn thấy đại quân 28 lộ vương phủ quân hầu xuất hiện, không khỏi nhẹ nhàng mà thở ra, đều thoát ra ngoài. Hai người bọn họ càng đánh càng kinh hãi, tu vi Diệp Húc tuy kém xa bọn họ, nhưng thực lực mạnh thật thế gian hiếm có, lại có thể đối kháng với hai người bọn họ, chẳng những không rơi xuống hạ phong, thậm chí đánh cho hai người bọn họ mình đầy thương tích. Kẻ này không hổ là danh xưng lão ma, sức chiến đấu thật mạnh, tài tuấn trẻ tuổi trong thiên hạ gần như không ai có thể làm được như vậy. Lý Thiên Vương tay nâng linh lung hoàng kim bảo tháp, ánh mắt chớp động, hô to lên: 28 lộ vương phủ quân hầu, bày ra nhị thập bát tú địa trận, luyện hóa lão ma. Các lộ quân hầu đồng thời thét ra, thanh âm đá nứt mây tan, xuyên thấu tận trời, ngàn dặm đều nghe thấy. Chỉ thấy 28 con dị thú thượng cổ gào thét lao đi, bao vây Diệp Húc lại. Mà ở trên không trung lại xuất hiện những ngôi sao cực lớn, mỗi một ngôi sao liền to đến ngàn dặm, treo trên trời cao sáng ngời, che lấp ánh sáng của mặt trăng mặt trời. Những ngôi sao đó có 28 cái, đúng là nhị thập bát tú. Diệp Húc một quyền đánh nát một con thanh long, đột nhiên chỉ nghe một ngôi sao trong đó ầm một tiếng, giống như trung đồng vang lên,
Trong ngôi sao kia lại có một con bay ra, vẫn là tu vi tam tâm cảnh như trước, dũng mãnh vô cùng đánh tới Diệp Húc. Đây là đại trận uy danh lừng lẫy của Quân Đại Đường Nhị Thập Bát Tú đại trận. Khi Thái Tông Hoàng Đế chinh chiến tứ phương đã từng dựa vào trận này, xuất lĩnh 28 lộ quân hầu vây chết Nhân Hoàng Thảo Nguyên, ép chết vị bá chủ Thảo Nguyên kia ở bên trong trận. Cho dù vật đổi sao rời, tinh nhuệ đại đường hiện nay kém xa thể Thái Tông Hoàng Đế kia. Lý Thiên Vương chủ trì đại trận cũng kém xa Thái Tông Hoàng Đế ngày đấy, nhưng Nhị Thập Bát Tú đại trận xuất ra cũng có thể vây chết một lão quái vật tam bất diệt cảnh, khiến đối phương tiêu hao đến sức cùng lực kiệt. Diệp Húc bị nhốt trong đại trận, tức giận gào thét, xé vỡ từng con dị thú. Nhưng tiếng chuông ngân vang không dứt, trong 28 ngôi sao liên tục có yêu thú thượng cổ bay ra, gia nhập vào trong chiến trường, chém giết, vây quanh tấn công hắn không ngừng. 10 ngày, lão ma đầu này ở trong Nhị Thập Bát Tú đại trận kiên trì 10 ngày rồi, vẫn không hề ngã xuống. Ở bên ngoài đại trận, Lý Thiên Vương tay nâng hoàng kim bảo tháp, các lộ quân hầu dưới trướng đều khoanh chân ngồi xuống. Nhân tài tề tụ một chỗ, đều nhìn hướng đại trận, không nhịn được, mặt nhăn mày nhó, cau lại, không biết nên thế nào cho phải. Lúc trước Thái Tông Hoàng Đế giày vò Nhân Hoàng Tát Ma cũng mất 9 ngày 9 đêm, luyện hóa vị Nhân Hoàng kia thành cặn bã. Tên Diệp Thiếu Bảo này không ngờ lại có thể kiên trì 10 ngày 10 đêm. Chắc chắn thực lực còn trên cả Nhân Hoàng Tát Ma, làm cho người ta phải khâm phục mà. Lần này Thiên Vương điều động binh lực, triệu tập 28 lộ quân hầu, hợp lực vây sát Diệp Thiếu Bảo. Chuyện này chính là sự kiện lớn nhất cả trăm năm nay đại đường ta. Chỉ e cũng không thể giấu giếm được lâu, sẽ bị thế lực khác biết được. Đến lúc đó lại thêm nhiều chuyện. Việc này không thể chậm trễ, thực lực quân hầu chúng ta đều là cao thủ tam tương cánh. Thiên Vương và Tần Vương gia lại là cao thủ thiên tương kỳ, đỉnh phong. Sao không hợp lực thúc giục Nhị Thập Bát Tú đại trận, diệt trừ Diệp Thiếu Bảo ở trong trận đi? Lý Thiên Vương nghe vậy, nhìn hướng Tần Vương, hai người yên lặng gật đầu. Lại đúng lúc này, đột nhiên chỉ thấy một dãy núi sừng sững từ phía tây bắc bay tới, rơi xuống trên bình nguyên, sau đó cũng không hề có động tĩnh gì. Dãy núi kia tới thật đột ngột, khiến cho bình nguyên kia đột nhiên xuất hiện thêm một giang sơn ngàn dặm, nguy nga đổ sộ, như thơ như họa vậy. Tiếp theo, trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu vang dội, tiếng kêu xa xăm, chỉ thấy một đám mây đen thần tốc kéo đến, đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Chính là một con đại bàng có hình thể vô cùng khổng lồ, ánh mắt như sao trời, nhìn chằm chằm Diệp Húc đang bị nhốt trong Nhị Thập Bát Tú đại trận. Lại có một ngôi chùa miếu lăng không bay tới, trong miếu truyền đến những tiếng Phật sướng vang dội lanh lảnh. Trong chớp mắt có hơn 10 hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm đi vào cảnh nội đại đường. Có cái rơi xuống đất, có cái lơ lửng ở trên không trung, có cái ẩn nấp trong hư không. Những luồng thần niệm mạnh mẽ bắn qua không trung, quét tới Nhị Thập Bát Tú đại trận. Diệp Thiếu Bảo vừa mới xuất hiện, các cao thủ trẻ tuổi trong thiên hạ liền tề tụ như vậy. Lão ma đầu này không phải người có duyên tốt, mà là không biết bao nhiêu người muốn giết hắn ta. Thế nhưng nếu 28 lộ quân hầu đại đường ta không thể bắt được Diệp Thiếu Bảo, lần này có thể nói là mất hết thể diện trước mặt quần hùng thiên hạ. Trước mặt thánh thượng, chết vạn lần cũng không hết tội. Lý Thiên Vương tu vi có thể nói là thần thông quảng đại, thần niệm bao phủ tứ phương, lập tức biết rõ lai lịch và ý đồ của những người kia. Nhóm người này đến từ bốn phương tám hướng, e là đều là chính ma yêu ba đạo, cường giả các đại thánh địa. Có người nghe nói Diệp Thiếu Bảo không chết, đến để trả thù. Có một số vì ham của cải ở trên người Diệp Húc, vì tiền mà đến. Cũng có một số muốn phân thắng bại cao thấp với Diệp Húc. Nhưng chuyện liên quan đến uy nghiêm của đại đường, tính mạng của Diệp Húc dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể rơi vào tay người khác được, phải bị đại đường bắt giữ, giao cho đường hoàng xử lý. Hắn khẽ động tâm niệm, đang định liên thủ với 28 lộ quân hầu thúc giục Nhị Thập Bát Tú đại trận giết chết Diệp Húc. Đột nhiên nghe thấy trong không trung truyền đến từng tiếng chuông vang, chỉ thấy trên bầu trời Nhị Thập Bát Tú trong 28 ngôi sao rất lớn kia, những con yêu thú dị chủng thượng cổ chen nhau bay ra, sắc mặt liền kịch biến. Ở trên trời cao, tiếng chuông vang lên, một con dị thú thượng cổ bay ra khỏi ngôi sao, rơi vào trong trận. Lập tức tiếng chuông lại vang lên, lại có một con yêu thú giống như hệt bay ra. Điều này chứng tỏ những con yêu thú kia vừa vào trận liền chết thảm tại chỗ, làm cho đại trận vận chuyển không thể không thả con yêu thú thứ hai. Mặc dù Nhị Thập Bát Tú đại trận vô cùng vô tận, nhưng tu vi của 18 lộ quân sĩ tạo thành đại trận lại không thể nào vô cùng vô tận được. Sớm hay muộn gì cũng không thể làm Diệp Húc tiêu hao, mà sẽ bị Diệp Húc khiến cho 28 lộ quân hầu, hơn 10 vạn vu sĩ tiêu hao mà chết ở chỗ này. Thật không ngờ Nhị Thập Bát Tú đại trận lại không thể vây chết lão ma đầu này, ngược lại khiến cho hắn càng đánh càng hăng. Tu vi lão ma đầu này không ngờ lại tăng cao nhanh như vậy. Lý Thiên Vương vội vàng nhìn vào trong trận, chỉ thấy trong thế giới của Diệp Húc, 9 mặt trời cùng xuất hiện. 9 con tam túc kim ô kéo mặt trời không ngừng bay lượn vòng quanh thân thể của hắn, giết chết từng con dị thú thượng cổ một.
Diệp Húc đằng đằng sát khí, toàn thân vô cùng nóng bức, lửa cháy hừng hực, đốt cháy hư không. Thế giới của hắn thậm chí bị ngọn lửa cháy mãnh liệt đó đốt cho hư không sụp xuống từng mảng, nóng chảy ra, nơi nơi đều là nước tương chảy, giống như nước thép đang sục sôi. Thế giới của hắn đang sụp đổ, thân thể cũng giống như bàn nồi nóng đỏ, tản ra khí thế khủng bố tới cực điểm. Giết, giết! Diệp Húc khàn cả giọng, yết hầu khàn khàn, dường như bị liệt hỏa tản ra từ bản thân mình đốt cháy yết hầu vậy. Hắn bay lên trời, tam thúc kim ô và mặt trời quanh thân bay vút lên, bọc hắn phóng lên trời cao, bay tới 28 ngôi sao cực lớn kia. Hỏng rồi, hắn ta định phá trận mà ra. Sắc mặt của Lý Thiên Vương kịch biến, vội vàng hô to: Tất cả quân hầu nghe lệnh, cùng ta nhập trận, chu sát lão ma. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay Diệp Húc bỗng xuất hiện một cánh cửa đỏ hồng thật lớn. Tên khổng lồ cao tới vạn trượng này, một tay đẩy hai cánh cửa ra, lập tức trong cửa truyền đến lực hút vô cùng vô tận, hút cho hư không ầm ầm sụp xuống, hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn, dường như cả đất trời này đều bị sắp bị cắn nuốt vào trong cánh cửa này vậy. Vụt vụt. Những ngôi sao bị lực hút cực mạnh kéo vào trong cửa, trong chớp mắt, nhị thập bát tú liền tan ra, không còn tồn tại nữa, chỉ còn hơn 10 vạn đại quân vô sĩ đã mệt đến kiệt sức. Giết, giết sạch các ngươi, giết sạch tất cả, giết. Diệp Phúc cười to, cất Nam Thiên Môn, tám cánh tay giang ra, chỉ thấy trong bàn tay của hắn những cái yêu quốc xuất hiện, từ trong yêu quốc hàng ngàn, hàng vạn yêu thú bay múa, đều bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn, rơi vào trong đại quân. Trong chốc lát, mặt đất không trung mấy ngàn dặm đều tràn ngập các loại yêu thú. Vô số dị thú thượng cổ răng nanh múa vuốt nhào vào đám người đại khai sát giới, khiến cho 28 lộ đại quân lâm vào hỗn loạn, không biết có bao nhiêu người đã chết thảm. Đây là một tràng hạo kiếp do Diệp Húc tẩu hỏa nhập ma tạo ra. Đại đường lấy quân lập quốc hơn ngàn năm, lần đầu tiên lọt vào đả kích nặng nề như vậy. Thật nhiều người, thật muốn giết người, thật muốn quét sạch lũ chúng mày đi. Diệp Húc giống như ma thần giáng xuống, hai cánh vỗ lên, vù vù phóng tới Lý Thiên Vương. Liệt hỏa quanh thân của hắn cuồn cuộn, dường như thần vương trưởng quản các loại lửa của thiên đình viễn cổ hạ phàm vậy. Người còn chưa tới, nhiệt lượng dữ dội đã đốt cháy những vị quân hầu tu vi hơi yếu. Thậm chí có một số người còn cảm thấy khí huyết nguyên thần pháp tướng, thân thể của mình dường như cũng dục dịch, suýt nữa thì bị đốt cháy. Bảo vệ thiên vương! Một gã quân hầu thiên tương kỳ mở miệng quát lớn, lập tức một bàn tay giơ ra nắm lấy mặt người này, lập tức thân thể tên quân hầu này bốc cháy, cả người hóa thành một quả cầu lửa. Pháp tướng của hắn nhảy ra khỏi cơ thể cũng bốc cháy hừng hực. Nguyên thần của hắn cũng bị thiêu đốt, trong chớp mắt thân thể nguyên thần, pháp tướng đều bị một mồi lửa đốt sạch, chỉ còn lại cuồn cuộn tinh khí, tất cả bị nguyên thần của Diệp Húc hấp thu, lập tức bị bản vương khai thiên kinh biến thành tu vi của bản thân. Ngọc lâu của hắn ta phân giải, vừa mới hóa thành vô hồn giới, lập tức cũng bị ngọn lửa cực nóng quanh thân Diệp Húc đốt chảy ra. Tất cả tài liệu trong vô hồn giới, thậm chí núi cao, sông lớn cũng cháy sạch không còn một mảnh, không còn gì tồn tại nữa. Xoạt một tiếng, Diệp Húc giơ hai tay ra, nhấc một tên quân hầu địa tương kỳ lên cao, dùng sức xé một cái, xé người này thành hai mảnh. Diệp Thiếu Bảo nhập ma rồi, chỉ e không lâu nữa đâu, hắn ta sẽ đốt cháy cả chính mình, thì cốt không còn kìa. Trong đại phạm Lôi Âm Tự, một gã tăng nhân trẻ tuổi miệng tụng Phật hào, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Húc, khẽ cười nói: Diệp huynh, không ngờ ngươi có thể trốn thoát khỏi Hạ gia Trung Châu. Có kẻ thù như ngươi khiến chàng mỗ ngủ cũng khó an. Không thấy ngươi chết, chỉ sợ kiếp này chàng mỗ đều không thể ngủ ngon được. Bất kể, Diệp Thiếu Bảo chết hay sống, bảo vật trên người của hắn ta không thể rơi vào trong tay người khác được, chỉ có thể rơi vào tay Hạ gia Trung Châu ta thôi. Trong một dãy núi lồng lộng, mơ hồ xuất hiện từng tòa thanh đồng đại điện. Hạ Đông Dương đứng trong một tòa thanh đồng đại điện, nhìn Diệp Húc đằng xa, thầm nghĩ: Những kẻ nghe tin mà đến bao vây tiêu trừ Diệp Húc cũng không chỉ có hai người Trang Đạo Cổ và Hạ Đông Dương, còn có rất nhiều cao thủ khác nữa, thậm chí nhiều cường giả thế hệ trước cũng ẩn nấp xuống ngồi xem Diệp Húc chiến đấu với Lý Thiên Vương, Tần Vương cùng các lộ quân hầu khác. Chỉ thấy đất đai rộng lớn ngàn dặm lúc này đã hóa thành một biển lửa. Diệp Húc xuất hiện so với đám yêu thú thượng cổ hoang dã tu luyện đến cảnh giới cực cao như Hạn Bạt, Hỏa Kỳ Lân còn khủng bố hơn. Không chỉ nung đỏ ngàn dặm, hơn nữa trên không trung dưới lòng đất đều tràn đầy các loại yêu thú. Một thức vạn pháp yêu quốc của hắn biến không gian ngàn dặm thành một lục thượng yêu quốc do yêu thống trị thế giới. Vô số dị thú đánh giết tới 28 lộ đại quân đại đường, bùng lên giết người, máu chảy đầu rơi, thật vô cùng là thê thảm, thảm thiết. Đại đường lấy quân lập quốc, quân lực dũng mãnh, tuy đã ngàn năm không trải qua chiến sự tôi luyện thử thách,
ngày nay đã kém xa thời hưng thịnh trước đây. Không như Đại Tần Đại Hán chinh chiến mấy năm liền, nhưng vũ lực của các đại quân của các lộ vương phủ, vương hầu vẫn không thể khinh thường được. Nhưng qua một lần này, 28 lộ đại quân dù không bị diệt toàn bộ, chỉ e cũng phải nguyên khí đại thương. Diệp Húc giết tới Lý Thiên Vương, đối mặt với tầng tầng lớp lớp cao thủ vây công. Những kẻ có thể trở thành quân hầu đều là cao thủ tam tương cảnh, đại bộ phận đều nhận chức vụ trong Thiên Sách phủ, tổng sự, tế tiểu, chủ bộ, công tào, tào tham, binh tào, thực lực đều cực kỳ hùng mạnh. Những người này có kẻ sử dụng pháp tướng chân thân, có kẻ thi triển địa tương chân thân, chỉ có Lý Thiên Vương và Tần Vương có thực lực cao nhất, thân thể nhập chủ thiên địa pháp tướng chân thân. Chỉ thấy một đám cao thủ cao vạn trượng, giơ tay nhấc chân đều là trời sụp đất lún, đánh tới Diệp Húc. Những kẻ có đều có tam tương chi bảo, có một số là tự mình luyện chế, một số khác là tổ tiên truyền lại, uy lực vô cùng mạnh. Một gã quân hầu Thanh Long Doanh tế tam tương chi bảo của mình lên Thanh Long bảo ấn, chỉ thấy bảo ấn như núi, chân ấn tám con thanh long như sống lại vậy, chuyển động mang theo uy thế nghiêng trời lệch đất, nện thật mạnh lên đỉnh đầu của Diệp Húc. Uy năng vô biên của Thanh Long bảo ấn bùng nổ, một kích hạ xuống đánh cho hắn đầu vỡ máu chảy. Tên quân hầu này thấy thế vô cùng mừng rỡ, lập tức tiến lên vung bảo ấn lên đánh xuống Diệp Húc. Hắn cười nói: "Thân thể tiểu tử này bị ta phá rồi, bị ta phá rồi." Răng rắc một tiếng, một cái rìu thật lớn đột nhiên bổ lên trên Thanh Long bảo ấn, bổ cái bảo ấn này ra. Bốn cái đầu của Diệp Húc há mồm giống to, ma âm cuồn cuộn đánh lên trên người tên quân hầu này, tầng tầng ma âm tràn đến khiến hắn hộc máu bay ngược ra ngoài. Diệp Húc giang hai tay ra, đôi cánh đỏ tươi kia vỗ vỗ, nhanh như điện, như bóng với hình, theo sát bóng dáng của hắn ta. Từng mặt trời trong tay dâng lên, từng Dương Thiên Thần Vương diệt cấp ấn thay nhau mà nện xuống. Trong chớp mắt, đánh ra mấy trăm ấn pháp, đánh cho người này vỡ nát. Càng thêm nhiều công kích đánh lên người Diệp Húc, đánh cho hắn ra chốc thịt bong. 28 lộ quân hầu đều là tinh anh trong tinh anh cả. Những người này dù đặt ở trong các đại thánh địa cũng không thấy nhiều, có thể gọi là bá chủ của một phương. Lấy tu vi thực lực của bọn họ, dù thân thể Diệp Húc vô cùng mạnh mẽ, bản Vương Khai Thiên Kinh có được năng lực chữa trị hùng mạnh, vẫn khiến cho Diệp Húc không ngừng bị thương nặng. Diệp Húc bốn đầu, tám cánh tay ở dưới sự vây công của đám người, công kích của Tam Tương Chi Bảo hoàn toàn không nghe không hỏi, có công mà không có thủ, dũng mãnh vô cùng, lại lấy cứng trọi cứng với rất nhiều cường giả. Sau khi hắn nhập ma không hề quan tâm đến an nguy của bản thân, dù bị đủ loại trọng thương, trong tâm hắn cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là giết. Giết sạch tất cả những kẻ hắn có thể nhìn thấy. Trong chớp mắt, Diệp Húc và Lý Thiên Vương, Tần Vương và đám quân hầu giao thủ hơn 10 vạn công kích, đánh cho mảng đất trời này thành hỗn độn, lại có 6-7 tên quân hầu bị Diệp Húc đánh chết, mà Diệp Húc thân cũng đầy thương tích. Chiến đấu tới lúc này, đám người mới nhận thấy tình trạng của Diệp Húc bất thường, người này như điên, dũng mãnh không sợ chết, lấy vết thương đổi vết thương, lấy mạng đổi mạng, không hề tránh cũng chẳng hề né công kích của mọi người, hoàn toàn là một bộ dạng liều mạng. Hơn nữa, thế giới do khí thế của hắn mở ra đã tan biến hơn nửa, thậm chí Ngọc Thụ Nguyên Thần cũng bắt đầu bốc cháy. Ở trên người một gã vũ sĩ bình thường tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh như Lý Thiên Vương, thế giới tan vỡ, lửa cháy đốt thân, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu, sẽ bị đốt cháy mà chết. Hắn tẩu hỏa nhập ma rồi, sẽ không chống đỡ được lâu. Chỉ cần khiến hắn ta không ngừng chiến đấu, lão ma đầu này sẽ nhanh chóng tự thiêu chết bản thân. Lý Thiên Vương nghĩ đến điểm quan trọng này, không khỏi mừng rỡ, sắc mặt lại khẽ biến. Chỉ trong một lát ngắn ngủi này, lại có thêm vài tên quân hầu chết trong tay Diệp Húc, trong lòng không khỏi sầu não. Thằng nhãi này nhập ma rồi, thực lực tăng mạnh, ngay cả chúng ta cũng không thể bắt hắn. Nếu không chống đỡ đến khi hắn chết cháy kia, chỉ sao mọi người ở đây, chỉ có ta và Tần Vương may mắn thoát được. Các vị, hợp lực thúc dục Linh Lung Hoặc Kim Bảo Tháp, chấn chất Diệp Thiếu Bảo. Hắn quát lên một tiếng lớn, những quân hầu khác nghe thấy, lập tức khống chế pháp tướng chân thân, địa tướng chân thân, phát động pháp lực toàn thân, dắt vào trong nhị thập bát chư thiên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp. Chỉ thấy tòa bảo tháp này càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, thế giới trong 28 tầng của bảo tháp càng hiện rõ. Những tòa linh sơn lơ lửng, từng vị thiên thần phóng lên cao. Tòa bảo tháp này chính là vị Lý Thiên Vương đời thứ nhất dựa theo bảo tháp trong thần thoại viễn cổ rèn thành, chất chứa lực lượng của 28 chư. Tuy uy năng chưa đạt tới trình độ khủng bố như 28 chư thiên, nhưng được nhiều cao thủ gia trì, những luồng sức mạnh thế giới bắt đầu thức tỉnh, năng lượng vô tận bắt đầu tuôn trào, lập tức đè nát vạn pháp yêu quốc của Diệp Húc. Gần như trong nháy mắt, tất cả yêu thú dị chủng thượng cổ đều nổ tung. Dù Diệp Húc ở trong trạng thái nhập ma cũng cảm thấy được tim đập mạnh. Tòa bảo tháp này được Lý Thiên Vương, Tần Vương và đám quân hầu thúc dục, uy năng phóng thích, có thể nói là tái diễn cảnh Lý Thiên Vương đời thứ nhất
cầm tòa bảo tháp này hoành hành thiên hạ, áp lực tạo cho hắn kia, những người khác tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. 28 chư thiên hiện ra trên đường của bảo tháp, từ không trung ầm ầm rơi xuống, đập tới Diệp Húc. Khí cơ áp xuống, không ngờ ép cho hắn giống như một cái đinh, đóng chặt tại chỗ, không thể tránh né, chỉ có thể chống cự. Giết, giết, giết. Bốn cái đầu của Diệp Húc mở miệng quát lớn, ngọn lửa cháy quanh thân lại bùng lên, chín mặt trời đốt xuyên thế giới, do khí thế của hắn hình thành, đốt sụp thế giới này, tung bay quanh thân của hắn. Trong cơ thể của hắn, Di La Thiên Địa Tháp, Kiều Đỉnh, Ngọc Lâu, Nghệ Hoàng Kim Tiễn, Thuyền Buồm, Nam Thiên Môn, thậm chí Kim Long Song Giản của Tần Vương đều bay ra. Kim Long Song Giản của Tần Vương đã bị hắn luyện hóa, hoàn toàn biến thành vũ bảo của. Diệp Húc một tay nâng Ngọc Lâu, một tay nâng Di La Thiên Địa Tháp, một tay nâng Kiều Đỉnh Chấn Thần Châu, một tay nắm cột buồm, một tay bắt lấy Nghệ Hoàng Kim Tiễn, một tay nắm Nam Thiên Môn, hai bàn tay khác nắm Kim Long Song Giản, đuôi của hai con kim long kia ôm lấy cổ tay hắn, thân thể bị hắn nắm ở trong tay, lấy rồng làm roi, bị Diệp Húc nắm ở trong tay, chống lại 28 chư thiên. Lần giao chiến này im hơi lặng tiếng. Trong khoảnh khắc khi đủ loại vũ bảo va chạm vào nhau, chỉ thấy không trung đột nhiên biến một khối lớn, dường như bị luồng năng lượng vô hình cắn rơi hư không vậy. Tiếp theo, 28 chư thiên tầng tầng sụp xuống, từng tầng bị phá hủy, vô số thiên thần, vô số linh sơn đều bị ép cho nổ tung tại chỗ. Tám cánh tay của Diệp Húc đồng thời gãy, bốn cái đầu cùng hộc máu. Trong cơ thể truyền đến những tiếng nổ vang lên, các loại vu bảo trong tay của hắn, đại đỉnh ầm ầm một tiếng tách ra làm chín. Di La Thiên Địa Tháp và Ngọc Lâu tuy không bị chấn nát nhưng nguy năng giảm mạnh. Nam Thiên Môn bị động cho biến hình, Kim Long do Kim Long Song Giản biến thành trực tiếp bị đánh vỡ. Mỗi một con Kim Long tách ra làm 36 đốt, lập tức kiện bất diệt chi bảo này lại tổ hợp lại hóa thành hai cái kim giản. Nhưng nguy năng cũng tổn hại, không còn mạnh như trước kia nữa. Còn cột buồm và Nghệ Hoàng Kim Tiễn chính là một phần của cấm bảo thì lại không bị tổn hại gì. Nhiều vu bảo tuy duy trì nguyên trạng nhưng thân thể Diệp Húc lại không chống lại được sức mạnh to lớn vô biên như vậy, bị ép cho thu nhỏ lại dữ dội, từ chân thân cao mấy vạn trượng ngắn lại chỉ còn 4.000 trượng. Tiếp tục. Lý Thiên Vương hét lớn, tai mắt mũi miệng không ngừng chảy máu. Hắn tập hợp sức mạnh của mọi người đối chiến với Diệp Húc, lực phản chấn từ trên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp truyền đến, truyền thẳng lên trên người của hắn, khiến hắn trực tiếp nhận lấy lực phản chấn do Diệp Húc phản kích tạo thành. Luồng sức mạnh này mạnh như thế khiến chân thân của hắn vỡ nát tại chỗ, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều bị thương nặng. Nhưng tu vi của hắn thật sự là mạnh mẽ, lại cưỡng ép chấn áp thương thế xuống, định chấn chết Diệp Húc trước, sau đó mới từ từ chữa thương. 28 chư thiên lại đè xuống, thanh thế lại càng thêm lớn. Diệp Húc sát ý càng hăng, cũng cưỡng ép chấn áp tương thế, vung tám cánh tay đón nhận. Cánh tay hắn tuy bị chấn nát nhưng có tu vi mạnh mẽ tinh thuần gia trì, khiến cho thân thể của hắn vẫn ở trong trạng thái toàn thịnh như trước. Lần va chạm này lại có thêm nhiều chư thiên trong Linh Lung Hoàng Kim ở tháp bị phá hủy, từng tầng tan rã, thế giới vỡ tan, thiên thần linh sơn đều tan thành cho. Loại hủy diệt này là loại hủy diệt không thể chữa trị được. Mặc dù đám người Lý Thiên Vương chấn chết Diệp Húc, chỉ sợ kiện bất diệt chi bảo nhị thập bát chư thiên Linh Lung Hoàng Kim bảo tháp này cũng bị đánh hỏng hoàn toàn, thậm chí sụp đổ trực tiếp vỡ nát ra. Mà Diệp Húc bị thương lại càng thêm nặng, thất khiếu phun máu, huyết dịch hắn sôi trào, vừa mới rời khỏi thân thể liền hóa thành đại hỏa, có hình thành hình hỏa nha vô cánh bay lượn che cả đất trời, có cái hình thành hỏa kỳ lân giết gào lao nhanh, có biến thành tam túc kim mô, có ngưng tụ thành hạn bạt đầu đội trời chân đạp đất. Đây là bản mệnh chân nguyên của hắn bắt đầu thiêu đốt, biến thành đủ loại dị tượng. Nếu như tiếp tục chiến đấu, chỉ e rằng hắn không bị Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp chấn chết, cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ bản mạng, chân nguyên, hồn phi phách tán. Tiếp nào. Đầu óc của Lý Thiên Vương u mê mê, gần như không thể chấn áp được thương thế, mở miệng quát lớn. Thiên Vương, không thể. Một mình ngài chịu tất cả lực phản kích, nếu như tiếp tục chiến như vậy, ngài sẽ bị đánh chết mất thôi. Tần Vương liên thanh khuyên nhủ, những quân hầu khác cũng mở miệng khuyên. Thiên Vương, tiểu tử này sớm muộn gì cũng bốc cháy mà chết thôi, chúng ta nên tạm lánh, chờ hắn tự lấy đi mạng của mình, cần gì phải lấy tính mệnh tới đổi như vậy. Giữ được núi xanh không lo có củi đốt, Thiên Vương bớt giận. Lý Thiên Vương giận dữ gầm lên. Tiếp tục. Đám người Tần Vương không thể làm gì, lại hợp lực tới Linh Lung Hoàng Kim bảo tháp lên. Chỉ thấy 28 chư thiên của tòa bảo tháp này đã chỉ còn lại 10 tầng. Trận chiến này quả thật quá thảm thiết rồi. Ở nơi xa, Hạ Từng Đường và vài tên cường giả thế hệ trước của Hạ gia xuất hiện, nhìn về phía chiến trường không khỏi biến sắc. Trận chiến này
chỉ e rằng Lý Thiên Vương Đại Đường và Diệp Thiếu Bảo, Hoàng Tuyển Ma Tông đều sẽ đồng thời chết ở nơi đây. Mà kỳ quái, bên này đánh một mất một còn, sao Đường Hoàng lại nhẫn nại không ra tay như vậy? Có người hiếu kỳ nói, lấy tu vi Nhân Hoàng đỉnh phong của Đường Hoàng, cách xa ngàn vạn dặm, chỉ giơ một bàn tay ra thôi cũng đủ để bóp chết lão ma đầu Diệp Thiếu Bảo kia rồi. Vì sao ông ta cam chịu nhìn thần tử chết không ra tay đấy? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 119 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.